xin cảm ơn quý vị khán giả đã giữ màn hình. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với chị Yến Linh. Thưa chị, khi mà mình bước vào cái lĩnh vực mà mua nhà cho mướn đó, cái điều quan trọng nhất em nghĩ là mình phải biết cái luật của landlord. Và chắc chắn là trong những cái chương trình sau thì em sẽ mời cái người mà luật sư mà chị làm chung đó, tức là Alan Madison, phải không chị? Thì hy vọng rằng ông ta sẽ nói thêm chi tiết cặn kẽ hơn về cái luật để mình làm một người landlord cho nó hàng hảo, một người chủ nhà cho nó thật là hoàn mỹ. Nhưng mà theo như chị 10 năm kinh nghiệm thì những cái điểm nào mà chị cảm thấy là một người landlord phải biết về cái luật trước khi mà bắt đầu ký cái tờ giấy giao kèo để cho người ta mướn nhà chị? Cũng như Thảo biết á, là thực sự mà nói là ở Mỹ này là bút xa thì gà chết, đúng không? Dạ đúng rồi. Cho nên không phải như Việt Nam của mình, giống như là ở bên Việt Nam thì cái gì cũng du di được với nhau. Nhưng mà ở đây rất là quan trọng. Cho nên là nói về cái lease và cái contract nó rất là quan trọng. Cho nên mình phải hiểu rất là nhiều về trong cái đó. Và có lẽ một hoặc là hai cái talk show mình có thể nói hết rồi. Nhưng mà đối với Yến Linh thì Yến Linh nghĩ cái đó rất là quan trọng khi mình biết luật. Tại vì mình biết để mình dễ dàng bất cứ một trường hợp nào. Thường thì rất là dễ, nhưng mà đụng chuyện thì rất là khó. Cho nên mình phải đến với broker, hoặc là mình đến với luật sư, hoặc là đến những người bạn, anh chị em trước, hoặc có những cái previous lease hoặc là cái kinh nghiệm. Chứ đừng bao giờ mà coi thường cái list, hoặc cái contract. Thì cái contract đó, trong cái contract đó thường thường quý vị, chị Yến Linh cũng có giải thích, nhưng mà trong cái contract đó mình rất là quan trọng, là tại vì cái contract nó set, nó đặt ra để mà hai bên đều thỏa thuận với nhau. Nếu như mà bên người landlord có những điều mình muốn mà mình không viết ra, mà bên người mướn cũng có những điều muốn mà cũng không có viết ra, rồi tới cái lúc đụng chuyện thì lại phải đi tìm luật sư, tại vì rồi lại tốn kém rất là nhiều, phải không chị? Nhưng mà nếu như mà những cái điều thí dụ như là Phương Thảo nói rất là đơn giản thôi quý vị, chị Yến Linh có thể bổ sung thêm như vậy. Thí dụ như là về vấn đề sơn nhà chẳng hạn, đối với một gia đình thì Việt Nam mình thì quý vị biết rồi, mình sơn nhà theo cái tuổi, theo cái năm sinh của những người trong gia đình để tạo cho một cái không khí thật là hoàn hảo, để trên thuận dưới hòa, làm ăn phát tài phát đạt. Còn người Mỹ thì thường thường họ chọn theo thí dụ như là contemporary hoặc là traditional. Nhưng mà đối với landlord á, dù bất cứ cái gì, nếu mà mình chọn mình thay màu trong nhà thì nó sẽ tốn thêm tiền, đúng không chị? Tại vì nếu mà người contractor họ tới mà họ thấy cái nhà của mình có tới 4 phòng mà 4 phòng 4 màu khác nhau và mình phải sửa sơn lại, thì cái thời gian họ match những cái màu đó nó lại nhiều hơn và họ sẽ chạc mình nhiều tiền hơn. Cho nên là khi mà mình sign cái contract mà mình không có nói là anh không được đổi cái sơn trong nhà, thì cái người mà mướn đó có quyền đổi sơn trong nhà. Và khi 3 tháng sau mình trở lại cái nhà đổi màu mà mình không có biết tại sao đổi màu, nhưng mà mình không có bỏ vào contract, người ta đâu có biết, phải không chị? Thì cái kinh nghiệm của chị có trải qua những cái kinh nghiệm như vậy hay không? Có rất là nhiều. Và một điều quan trọng nữa Thảo ơi, là cái contract mình thảo mình có thể thay đổi. Quan trọng nhất là mình phải theo dõi cái luật. Có những cái mình có thể là nó gọi là mình thay đổi mỗi năm. Nhiều khi những cái luật mình check lại, luật của Arlington hoặc là luật của City. Cho nên nó rất là quan trọng. Chứ nhiều người dùng cái list mà có thể nói là đây là 5 năm, 4 năm, 3 năm. Khi ấy ra là không phải. Đây là không phải như vậy. Không phải như vậy là không phải như vậy. Cho nên nó rất là quan trọng. Cái list nó nói chung là rất là quan trọng đối với tenant. Mà trong cái residential lease nó cũng có vấn đề, thì một trong những vấn đề là nó không có được phơi bày ra lắm, nhưng mà quý vị khán giả cũng lưu ý là trong đó nó nói về cái insurance. Tại vì chị Linh cũng biết cái đó, chị Linh như vậy. Thì cũng như là một trong giống như Thảo hỏi Linh là một cái kinh nghiệm xương máu. Kinh nghiệm chiến trường. Chiến trường. cũng như mới 2-3 tuần nay thôi, một trong những tenant của Yến Linh đi vacation hay là 3 tuần, mà trước khi đi thì cũng không có báo cho Yến Linh biết. Thì cô ta đậu chiếc xe trước cửa nhà, thì không, khi mà trở về lại 3 tuần sau thì chiếc xe thì bị người ta tháo 4 bánh. Cửa của xe thì bị bể.
mà xui nhất là cái cửa sổ, hai bên cửa sổ đã bị người ta phá vô và người ta lấy hết đồ. Thì cô ta gọi cho Yến Linh, thì Yến Linh dĩ nhiên là phải kêu là file the police report. Nhưng mà cô nói là Yến Linh phải chịu trách nhiệm sửa cái cửa sổ. Thì Yến Linh mới nói là please đọc lại cái list. Tại vì Yến Linh sẽ sửa và chịu trách nhiệm trừ khi những cái giống như là thời tiết, tornado, storm này kia. Còn về cái đó là cô ta... Là cô ta phải chịu trách nhiệm. Tại vì cái đó là lúc đó cô ta ở đó và bảo quản đó. Nếu mà cô ta nói chứ là cô ta out house khoảng 3 tuần thì Yến Linh cũng có thể kêu những người gọi là maintenance manager. Yến Linh có thể stop by, check ngang hoặc là chịu trách nhiệm. Thì cái đó là một cái mà Yến Linh muốn chia sẻ. Cái đó là rất là quan trọng. Còn insurance thì insurance cũng rất là quan trọng. Mình phải biết mình mua home insurance như thế nào và nó cover như thế nào. Nhiều lúc mà người ta đến, người ta té trong nhà mình thì như thế nào và bao nhiêu, họ cover bao nhiêu. Còn những nhiều khi bị flooding issue nữa, nó phải cover như thế nào, như thế nào. Cái đó Thảo nói rất là đúng, rất là quan trọng. Về vấn đề flooding cũng như insurance, quý vị, trong insurance thì chắc chắn là trong những cái chương trình Phương Thảo Show kỳ tới, Phương Thảo sẽ dành một cái chương trình đặc biệt nói về insurance. Nhưng mà hôm nay chỉ nói sơ thôi là về vấn đề insurance thì có hai loại. Nếu như mà mình mua insurance mà nhà mà mình mua để ở đó thì cái residential policy nó lại khác. Nhưng mà nếu mình mua cho mướn đó, thì mình dùng là landlord policy. Thì trong cái contract đó quan trọng là mình phải nói là mình có landlord policy và mình yêu cầu cái người mướn đó, đó là phải mua tenant policy. Tại vì nếu như mà mình không có yêu cầu họ mua, lỡ như chị Linh nói bị ăn cắp hoặc là bị những cái gì trong nhà thì họ lại đổ lỗi qua cho mình, trong khi đó là mình không có mua policy cho họ, mình chỉ mua cái landlord chỉ có cover những cái vật mà mình cần cover mà liên quan tới mình thôi. Thì đó cũng là một cái điều khó, quý vị ạ. Còn bên cạnh plumbing cũng vậy, nó rất là tốn tiền và tốn thời gian. Nhưng mà có nhiều tenant họ có con nhỏ, rồi nhiều khi mấy bé nghịch nghịch bỏ mấy cái thui vô trong cái toilet rồi rồi lại tạo ra những cái clog. Mà mình nếu mà mình không có ghi rõ ràng trong cái contract là nếu như mà cái plumbing mà vì cái thời tiết hoặc là vì cái lâu năm nó hư hoặc là vì cái sử dụng mà bị hư thì mình chịu trách nhiệm. Chứ còn nếu mà xuống đó mà người plumbing tới nhà mà mở ra thấy đồ chơi của bé trong cái plumbing thì ai chịu trách nhiệm đây? Thì những cái đó mình phải rõ ràng để mà hai bên hiểu được thì... cái gì đó mất lòng trước thì được lòng sau, phải không chị? Dễ dàng hơn. Thì nhưng mà nếu mà nói tới mà làm một người landlord hoàn hảo thì mình cũng phải nói tới một cái duyên nữa, đúng không chị? Đúng. Thì theo như chị 10 năm kinh nghiệm thì cái duyên nào khi mà chị mở cửa ra để cho một người bước vào thì chị dùng cái gì để chị nghĩ rằng đây là một cái điều lý trí nhất mà tôi có thể chọn người này để làm tenant của tôi? Hình xui Thảo ơi. Đôi lúc là mình nói thì cũng làm theo luật, nhưng mà cũng đôi lúc cũng là hên xui. Và cũng như Yến Linh nói, nếu mà làm một good landlord thì mình sẽ được những cái refer. Còn nếu mà thật ra thì mình cũng check có hai loại hoặc là ba loại tenants. Nếu mà mình deal với single house thì Thảo cũng biết họ có tiền nhiều hơn, họ có điều kiện hơn, thì họ sẽ dễ dàng hơn một chút. Nhưng mà họ cũng đòi hỏi hơn một chút. Đúng vậy. Còn nếu mà thí dụ mà mình phải check cái credit như thế nào, nhiều cái range, cái credit score thì mình từ khoảng 600 tới 700. Còn nếu mà cho xuống thêm chút xíu duplex hoặc là townhouse thì Thảo cũng biết là họ rất là khó khăn về vấn đề vật chất. Đúng rồi, một số thì housing, một số thì cũng làm assembly, vừa đủ ăn thôi, tiền lính tính liền. Cho nên là mình cái credit score của họ đa số là không được tốt. Thì mình có thể xuống chút là 500 cho đến 600. Và cũng tùy theo nữa, có những lúc, có một lần Yến Linh cũng kinh nghiệm và chia sẻ, có hai vợ chồng thì hiện tại vẫn là tenant của Yến Linh cũng 2 năm rồi. Thì Yến Linh có một cái duplex đó cho mướn thì hai vợ chồng thì gặp Yến Linh tại đó thì đang lái một chiếc xe U-Haul thì không bị kick out. Thì thường thường á là Thảo biết là khi mình check á là tùy theo cái landlord mình phải cho là mình check nếu mà không có 6 tới 9 tháng bị eviction hoặc là có thể là cái luật của mình không muốn là tôi không muốn
từ 12 tháng tới lại một năm, 2 năm eviction thì tôi không có cho mướn. Còn Yến Linh thì Yến Linh cũng theo lo hết, theo luật hết như vậy vậy. Nhưng mà gặp cái trường hợp đó, con họ có một người con tàn tật nằm trên chiếc xe U-Haul, thì đang nằm đó mà bị kick out, mà không kick out là từ tiểu bang khác kick out. Thì hai vợ chồng thì Mỹ đang mà năn nỉ mà hỏi eviction thì họ nói là họ bị eviction, họ cũng khai thiệt hết. Người vợ ngồi khóc nói là bị eviction. Thì cái lúc đó thì mình không còn lực mà cũng không còn lệ. Đó là lúc đó mình là chỉ go by your heart. Thì họ nói là I promise you mà họ cũng chưa có job nữa. Thì họ nói một câu, thì một câu nói thôi là Yến Linh thách họ, nhưng mà cũng hên xui, nhưng mà Yến Linh rất là may mắn, hiện tại họ vẫn còn ở với tenant của Yến Linh. Thì họ nói là những người, họ nói tiếng Anh, họ nói là cô giúp tôi trong khoảng thời gian này, thì đây là những cái mà tôi ghi ơn suốt đời và tôi sẽ không phụ lòng của cô. Hai vợ chồng năn nỉ, nhưng mà nhìn lại thì đứa con tàn tật đang nằm ở trên xe thì Yến Linh không còn lực gì hết. Thấy đau lòng quá. Đúng vậy. Cho nên là mình cũng tùy chuyện, tùy duyên và tùy hoàn cảnh. Tại vì không biết là chị Linh nghĩ sao, chứ ông bà của mình khi mà nói đến nhà cửa là nói lấy duyên. Nói đến duyên, tại vì có nhiều cái ngôi nhà quý vị cũng muốn vô đó ở một thời gian, ở cũng không được. Mà có nhiều cái nhà muốn đi là đi cũng không được. Tại vì nó tạo cho những cái phước, những cái duyên nó rất là nhiều. Và hy vọng rằng hai chị em sẽ trở lại thật nhiều nữa về những cái luật, cũng như là để nói chuyện thêm những cái kinh nghiệm của chị Linh về landlord and tenants. Nhưng mà để trở lại với chủ đề của mình, là người phụ nữ có thể mở business, làm mua bán nhà để cho mướn hay không, thì quý vị cũng đã biết rồi câu trả lời của chương trình ngày hôm nay. Thì chắc chắn rằng sẽ được. Và nó được là tại vì quý vị có thể muốn nó được. Và Phương Thảo một lần nữa xin cảm ơn chị đã đến với chương trình, và hy vọng rằng sẽ gặp lại trong những cái chương trình khác. Và chúc chị thành công, sức khỏe và lúc nào cũng đẹp và tươi như ngày hôm nay. Thank you. Xin cảm ơn chị. Và Phương Thảo cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian cho Phương Thảo Show. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình khác. Xin kính chúc quý vị một ngày thật là an lành bên gia đình và người thân, đặc biệt là sức khỏe dồi dào.